ngồi đây mình nhỉ? Ngồi đi chơi. Đây, anh trở về đi, anh trở về với mẹ nha. Mẹ không, đâu? Không, mẹ đẹp ngồi đây. Thôi, đi trở về anh mua kẹo nha. Không, ba cứ ngồi đây nguy hiểm lắm. Không, đi theo anh. Em cứ ngồi đây mà. Cứ nghe là anh mua kẹo cho. Nghe, đi. Không. Đấy. Đây, đi. Ba ơi, ba ơi. Ngồi. Ê, đây, không có động. Đang chụp hình. Chụp hình bằng gì mà cái đồng hồ giống như nít vậy? Ừ thì đúng rồi, đây là chiếc đồng hồ thông minh dành cho trẻ em. Nó có tên là Myalo KS72C. Và ngày hôm nay mình sẽ trên tay cũng như là giới thiệu với các bạn. Rồi đây là nhân vật chính, chiếc đồng hồ Myalo KS72C. Nhìn thiết kế bên ngoài thì các bạn thấy phiên bản mình cầm là màu hồng có màu sắc sặc sỡ. Màu sắc này hợp thời trang cũng như là hợp với các bé. Nhìn là thấy các bé thích rồi. Tiếp theo thì dây đeo, đây là dây đeo bằng cao su dẻo, cho nên là sẽ khá là thoải mái trong cái việc đeo vào tay cũng như là các bé vận động nhiều sẽ không bị ảnh hưởng. Kế đến thì trên mặt đồng hồ là mặt đồng hồ cảm ứng cho các thao tác vuốt chạm rất là dễ cũng như là các bé có thể dễ dàng sử dụng. Và ở trên mặt đồng hồ này lại có thêm một cái camera selfie, khi như thế này thì vẫn có thể selfie được. Và ở cạnh trên này các bạn có thể thấy là nó sẽ có một cái camera nữa cùng với đèn flash để có thể dùng làm đèn pin hoặc là chụp bạn bè hoặc là chụp xung quanh. Như vậy thì bé có thể sử dụng những camera này để chụp ảnh lưu lại và chia sẻ. Ở mặt sau này thì sẽ có nơi để sạc cũng như là cảm biến. Cảm biến này sẽ phát hiện đồng hồ còn đang được đeo trên tay hay là đã tháo ra khỏi tay của bé. Khi mà bị tháo ra thì đồng hồ sẽ gửi cảnh báo đến cho bố mẹ rằng là con mình đã không còn đeo đồng hồ nữa. Và kế đến ở đây sẽ là nơi để SIM. Chiếc đồng hồ này sẽ tương thích với SIM 2G của hầu hết các nhà mạng lớn ở Việt Nam như là Viettel, Mobifone, Vinaphone và Vietnam Mobile. Dung lượng data sử dụng tối thiểu yêu cầu là 30MB một tháng. Rồi tiếp theo ở cạnh bên, ở trên đây chúng ta sẽ có một nút nguồn và một nút đỏ, này chính là nút SOS. Về tính năng của nó thì một lát nữa mình sẽ nói kỹ hơn. Khi bắt nút nguồn lên thì chúng ta sẽ thấy một cái giao diện sinh động và tươi vui. Và ở trong này tương ứng với những chức năng thì sẽ có những cái chú chim cánh cụt sẽ thể hiện. Thì cứ vuốt qua như thế này thì sẽ đến danh bạ nè, rồi sẽ đến máy ảnh và mang lại cái cảm giác là sinh động cho bé muốn nhấp vào. Tiếp theo thì sẽ có đa dạng hình nền cho bé có thể thay đổi tùy theo những sở thích của các bé. Quay trở lại nút SOS này thì đồng hồ Myalo sẽ có cái công nghệ gọi là công nghệ ghi âm SOS. Khi mà bé trong trường hợp khẩn cấp hoặc là trong trường hợp muốn báo về với bố mẹ của mình thì chỉ cần ấn giữ nút SOS này trong vòng 3 giây. Khi đó thì đồng hồ sẽ tự động ghi âm lại lời hội thoại của bé hoặc là của mọi người xung quanh và trong bối cảnh xung quanh, sau đó gửi về app, gửi về điện thoại cho bố mẹ. Khi mà trẻ bấm vào cái nút SOS này thì một cái bản báo khẩn cấp sẽ được gửi về cho bố mẹ và sau đó sẽ có thêm một cái bản báo âm thanh 15 giây cũng sẽ được gửi về để cho bố mẹ có thể nắm bắt tình hình của con mình ngay tại thời điểm đó. Như vậy sẽ giúp trẻ có thể cảnh báo đồng thời tới bố mẹ, người thân cũng như là người giám hộ của mình kịp lúc. Và bố mẹ thì cũng có khoảng thời gian nhanh nhất để cho bảo vệ con mình. Thay vì là trẻ phải lấy điện thoại ra rồi tìm danh bạ hay là bấm số gọi thì như vậy nó sẽ mất một khoảng thời gian hơn. Tiếp theo là những tính năng nổi bật mà mình muốn giới thiệu với các bạn trên chiếc đồng hồ thông minh cho trẻ em Myalo này. Đầu tiên đó là liên lạc 2 chiều bằng số điện thoại hoặc là bằng tin nhắn. Tức là có thể liên lạc bằng điện thoại 2 chiều thông qua những số điện thoại đã được lưu trong danh bạ này và bố mẹ sẽ có thể ngăn chặn những cuộc gọi lạ đến từ bên ngoài danh bạ để bảo vệ sự an toàn cho con em của mình. Đồng thời bố mẹ cũng sẽ nhận được những báo cáo về cuộc gọi đến và cuộc gọi đi ngay sau khi bé thực hiện cuộc gọi bằng chiếc đồng hồ này. Và như vậy thì sẽ đảm bảo là cái việc kiểm soát cũng như là theo dõi con mình nó tiện hơn và dễ dàng hơn. Tiếp theo thì bé có thể sử dụng tin nhắn thoại để liên lạc với bố mẹ, với người thân và người giám hộ. Tính năng này thì chỉ có bố mẹ mới được cấp quyền liên lạc với bé thông qua tin nhắn thoại thôi. Còn những người khác có trong danh bạ cũng sẽ không thể nào liên hệ với bé bằng tin nhắn thoại. Như vậy thì sẽ đảm bảo an toàn cho bé trước những cái tin nhắn tràn lan. Bên cạnh gửi những tin nhắn bình thường thì bố mẹ hoàn toàn có thể sử dụng những cái emoji hoặc là những cái sticker để gửi cho bé rất là sinh động và nhiều bé cũng sẽ thích thú lắm.
Bên trong app My Alo My Kids thì bố mẹ sẽ có thể thực hiện cuộc gọi bí mật dành cho con của mình. Tức là khi mà phụ huynh bấm vào cái biểu tượng cái lỗ tai ở đây nè, thì đồng hồ sẽ tự động thực hiện cuộc gọi về cho bố mẹ hoặc là người thực hiện cái lệnh đó với đồng hồ. Khi đó thì đồng hồ sẽ không có hiển thị cuộc gọi ở trên mặt đồng hồ, và bố mẹ thì vẫn có thể nghe được tiếng nói, được âm thanh của con mình cũng như là những âm thanh xung quanh, và đảm bảo là ok, biết con mình đang làm gì, đang ở đâu và cảm thấy yên tâm hơn. Tiếp theo là khả năng định vị và chỉ đường đi. Ở bên trong chiếc đồng hồ nó sẽ có cái hệ thống định vị 3 trong 1, định vị bằng GPS nè, LPS và Wi-Fi nữa. Như vậy thì bố mẹ sẽ có thể biết chính xác vị trí của con mình ở đâu, chỉ cần là cầm điện thoại lên, bật app My Alo My Kids lên, xem ở trong phần bản đồ này là đã có thể biết được vị trí chính xác của con mình, và như vậy thì có thể yên tâm. Bên cạnh đó thì ứng dụng cũng kết nối với bản đồ chỉ đường Google Maps, cho nên là bố mẹ hoàn toàn có thể dễ dàng trong cái việc là xem bản đồ để đến với nơi con mình đang ở. Rồi bên trong app, khi mà chúng ta vào phần cài đặt và chúng ta sẽ thấy có một cái biểu tượng là vùng an toàn. Khi chọn vào đó thì bố mẹ hoàn toàn có thể thiết lập được những cái vùng mà con mình hay thường xuyên đến, như là trường học nè, hay là những cái buổi ngoại khóa vân vân, với những cái thời gian biểu khác nhau. Khi đó nếu như mà trẻ đi ra khỏi cái vùng được thiết lập này thì bố mẹ sẽ nhận ngay được thông báo và biết được con mình đã bước ra khỏi cái vùng mình đã thiết lập, và khi đó có thể liên hệ ngay đến con mình. Ngoài ra cũng có những tính năng khác khá là thú vị trên cả chiếc đồng hồ và app mà mình muốn chia sẻ. Ví dụ ở trong đây thì sẽ có là đọc báo thức cho trẻ, rồi có thể tùy chỉnh được âm lượng, có thể thiết lập wifi nữa. Với cái thiết lập wifi này thì bố mẹ có thể thiết lập wifi sẵn 3 cái, và chiếc đồng hồ này sẽ kết nối với 1 trong 3 wifi mà bố mẹ đã thiết lập sẵn. Như vậy thì bé có thể chia sẻ những cái hình ảnh mà chụp được, giống như tính năng ban đầu mình sử dụng á, một cách dễ dàng hơn, cũng như là tiết kiệm dung lượng data hơn. Tiếp theo thì sẽ có phần lịch sử, bố mẹ sẽ có thể xem lại lịch sử gần nhất trong vòng 3 tháng. Rồi sau đó là thiết lập giờ giám sát nè. Có cả chế độ bận học, bật chế độ bận học lên thì đồng hồ sẽ khóa trong giờ bé học và cấm làm phiền bé. Khi đó thì chỉ có thể sử dụng được cái nút SOS để bé có thể liên hệ với bố mẹ trong tình trạng khẩn cấp. Tiếp theo có tính năng kết bạn, như vậy thì bé sẽ không bị cô đơn, bé vẫn có thể tìm được những bạn bè của mình để có thể kết nối với nhau và chia sẻ với nhau bằng cách gọi điện hoặc là thực hiện tin nhắn. Ngoài ra ngay trên đồng hồ thì sẽ có cái chế độ là đếm bước đi, như vậy thì sẽ kích thích bé vận động nhiều hơn cũng như là hoạt động di chuyển nhiều hơn để tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức khỏe. Và có cái chế độ để cho bé chơi gọi là chế độ bé thông minh, khi mà bấm vào đây sẽ có những bài toán để tăng khả năng tính toán của bé, cũng khá là thú vị, có nhiều cấp độ từ thấp cho tới cao, từ cơ bản cho tới nâng cao. Kế đến là chương trình tích điểm thưởng trái tim, như vậy sẽ kích thích bé làm nhiều việc tốt hơn. Vừa rồi là những tính năng cũng như những đặc điểm nổi bật trên chiếc đồng hồ My Alo KS72C, và mình muốn nói đến một chút về ứng dụng kết nối với chiếc đồng hồ này là My Alo My Kids. Ứng dụng này thì sử dụng giao diện bằng tiếng Việt và đồng thời thì cũng có thể sử dụng được bằng tiếng Anh, cho nên là mọi người có thể làm quen. Đồng thời thì bên trong giao diện được thiết kế khoa học, và nhìn vô thì chúng ta cũng có thể dễ dàng hiểu được những chức năng và chúng ta sử dụng nó. Bên cạnh đó thì sau khi mở nguồn lên, đăng ký tài khoản và kết nối giữa chiếc điện thoại và đồng hồ với nhau, thì dù cho chiếc đồng hồ có bị mất đi, có bị thất lạc hay là bị rơi ở đâu đó, người khác nhặt được chiếc đồng hồ đó thì vẫn không thể mở lên để kết nối. Như vậy thì sẽ đảm bảo tính bảo mật cũng như là an toàn. Theo hãng thì họ có một cái hệ thống server riêng, thuê hệ thống server của Amazon, cho nên đó là một cái điểm khác biệt. Vì có hệ thống server riêng và sử dụng cái công nghệ mã hóa AES của Mỹ, cũng như là công nghệ xác thực OAuth 2.0 và công nghệ bảo mật SSL, nên thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật tốt nhất. Đó cũng là những điểm tạo nên ưu thế hơn so với những nhãn hàng dùng ứng dụng public bên ngoài, cũng như là những server không rõ nguồn gốc. Và thông tin cuối cùng là chiếc đồng hồ My Alo KS72C đã đạt được chứng nhận chất lượng tiêu chuẩn CE của châu Âu. Vừa rồi là những thông tin, những nội dung mà mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc đồng hồ mà mình đang đeo trên tay, một chiếc đồng hồ dành cho trẻ em rất là tiện dụng trong việc mà phụ huynh có thể theo dõi, có thể giám sát và biết được con mình đang ở đâu, làm gì để đảm bảo an toàn hơn cho trẻ, cũng như là phụ huynh có thể yên tâm khi mà con mình không ở bên cạnh mình. Vừa rồi là những chia sẻ nhỏ của mình thôi. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.